te ka te bara ga te bara sam ga te buri swa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nói như thế này đại chúng nghe rõ không dạ? Con nói cái này thì lầu hai nghe rõ không dạ? Dạ. Kính lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Đức Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ, kính thưa toàn thể đại chúng chư vị thiện hữu tri thức, A-di-đà Phật. Còn thỉnh quý vị, lầu 1 và 2 chúng ta ngồi thẳng lưng, lắng nghe tiếng chuông, hít thở nhẹ sâu, khép nhẹ ánh mắt, mỉm nhẹ nụ cười hoan hỷ, thư thái cho toàn thân được buông thư, để cho cơ thể được tự nhiên sống và mình thả lỏng, không có suy tư, không có tác ý nghĩ ngợi gì. Thử để cho lòng có một không gian. Cái còn lại là cái bình an ở trong lòng ta cảm nhận được bao nhiêu. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông diệu đưa về nhất tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi hôm nay còn kính chia sẻ đến đại chúng bài pháp thoại ngắn với tựa đề là ba cái nghệ thuật sống chung hạnh phúc với nhau. Sáng nay con mới cho mấy em đệ tử xuất gia đi xuống dưới linh chiếu là thiền viện để được ở trong cái khuôn phép của bậc xuất trần thượng sĩ, hành cái giới luật của Đức Thế Tôn, trở nên cái con người thánh thiện, là học ở trong cái khuôn đúc của bậc thánh. Thì con có chia sẻ những cái cách thức để ở chung có hạnh phúc với rất nhiều người. Sẵn đó con lấy cái đề tài để chia sẻ tối hôm nay. Mình không có ở chúng xuất gia, nhưng mình cũng ở gia đình có rất là nhiều những thành viên, để một mình xử lý những cái đống rác trong này là khó. Mình sống chung đâu phải muốn đem rác của mình ra làm khổ ai, và mình cũng không muốn ai lấy rác của họ thêm vào trong lòng mình. Trong thâm sâu tiềm thức ai cũng muốn hạnh phúc hơn, nhưng để có hạnh phúc mà sống với nhau là phải có nghệ thuật. Cái nghệ thuật đó, theo con cảm nhận đời tu tập thì con rút tỉa. Cái thứ nhất, cái thâm sâu trong lòng mình. Ví dụ con ngồi đây, con chỉ cô Diệu Minh ở đó, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống khoảng chục lần. Cô khó chịu không? Nói thật đi. Khó chịu, tức là mình không muốn làm nô lệ của ai hết. Hay ai mà sai biểu mình là mình không chịu. Mặc dù người đó là người mình thương hết lòng, nhưng mà biểu một hai lần thôi, chứ lần thứ ba là mình nói đủ rồi nha. Thương thì thương nhưng đừng quá đáng. Tức là sao? Thẳm sâu trong tiềm thức của chúng ta, cái chúng ta muốn không phải là lạc thú,
Lạc thú có cái ngọt chút xíu thôi, nhưng nó đem đến sự ràng buộc vô cùng. Mà cái ràng buộc là kết quả của lạc thú, cái là ta không muốn. Cái ta muốn là cái tự do. Là một con người, cái thứ ta muốn đích thực không phải là chút ngọt của lạc thú, mà là tự do đích thực. Cho nên hãy mà biểu mình 5-3 lần ở bên ngoài kia, biểu mình 5-3 lần là mình không thích. Như là mình biết đó là cái động cơ trong lòng mình, ai cũng muốn hạnh phúc bằng cách tự do hết trơn. Muốn có cái tự do đó, không ai không muốn, nhưng có mấy người có nó? Rất ít. Cho nên hầu hết ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng 10 người muốn, có vài ba người có, phần còn lại khổ đau. Để có hạnh phúc phải có tự do. Tự do là kết quả của sự không ràng buộc. Không ràng buộc là kết quả khi mình không lệ thuộc vào một đối tượng, một con người, một địa điểm hay một thứ gì đó ở bên ngoài kia. Khi nào mình không lệ thuộc? Khi trong lòng mình đã đủ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với không có điều kiện. Lúc đó mình không có cần nương tựa vào đối tượng nào hết. Lúc đó là lòng của mình có hoan hỷ. Cái yếu tố thứ nhất con muốn chia sẻ ở đây là cái niềm vui sống, cái sự hoan hỷ không có điều kiện của tự thân. Đó là nghệ thuật thứ nhất khi sống với nhau. Ví dụ như con người tu, nếu con không có niềm vui sống của mình, thì sự cung kính của Phật tử sẽ là niềm vui của con. Đi ra ngoài cho người ta cung kính mình, thấy người ta cung kính mình mới vui. Thì khi người ta không cung kính nữa thì mình sẽ khổ. Nếu một cái niềm vui nào đó được mang từ bên ngoài kia tới, thì cái đối tượng mang niềm vui tới sẽ là cái đối tượng tạo ra khổ đau. Nếu cái người đó tạo ra thiên đường cho mình, địa ngục sẽ từ người đó. Có ai mà ghét người dân dưới đường đâu, phải không? Mình ghét toàn người bình thường không à? Có ai hận cái người dưới đường đâu, mình hận toàn cái người mình yêu không à? Cho nên con biết là nếu như con hướng cái tâm ra, con tìm cái lạc thú, thì con sẽ đi trên con đường của sự ràng buộc. Con không muốn sau này con có kết quả mà con lại chạy trốn nó. Cho nên ngay từ đầu con muốn mình không đi trên con đường đó, để cái quả nó không trổ ra. Chứ không nói đúng sai hay dở, nói chuyện đạo đức gì hết á, nói chuyện nhân quả. Chúng ta thấy cái tiến trình của nó nhé. Bây giờ ngồi đây, trong không gian tĩnh lặng, con nói là mọi người cùng lắng nghe tiếng chuông một cách nhẹ nhàng, dễ thương trong không gian yên tĩnh như vậy. Mọi người ai cũng thấy thật là dễ chịu. Bỗng có một cái điện thoại nó reo. Nó reo một lần tự động nó tắt. Ai cũng hài lòng hết. Nhưng mà nó reo 2 lần, 3 lần, nó reo tới 10 lần. Mà thậm chí cái người đó không tắt nữa, để reo gọi lần thứ 2 nữa. Trong khoảng 300 người, 500 người này, quý vị nghĩ có mấy người tâm không phản ứng sân giận? Có mấy người? Ví dụ như trong này là 10 người thì mấy người không giận với cái điện thoại reo 20-30 lần? Hả? 2 người. Cô Diệu Minh hả? Rất hiếm có. Có trong trường hợp người đó đang ngồi rất là an lạc, hỷ lạc trong tự thân. Nếu không phải vào cảnh sơ thiền thứ nhất, để bên ngoài tiếng động không có tác động vô nữa, thì ít nhất người đó cũng đang có một cái hỷ lạc rất tuyệt vời với bản thân của họ. Thì bên ngoài lạc thú cũng không có câu mồi được, mà tác động tiêu cực cũng không có làm họ lung lay được. Tức là khi nào mà bên ngoài mình không loạn, bên trong mình không động, khi trong mình có một cái niềm vui sống hỷ lạc nhẹ nhàng, có để ý mới tắm vào, có để ý khi ngồi thiền mà tâm hoan hỷ, có để ý mới sáng mai thức dậy mà có một giấc ngủ rất sâu ở trước đó, có để ý khi lòng mình nó thanh, nó nhẹ, thân nó yên, nó khỏe, thì lúc đó một ngày mình sống không cần quá nhiều thứ đòi hỏi, có phải không?
Hễ ngày đó mà tâm mình vui vui á, mình không có đòi hỏi, yêu cầu, ước muốn, khát khao gì ngoài từ đối tượng ở thế giới ngoài kia hết á. Để ý. Tức là khi trong tâm mình mà nó có niềm vui là lúc đó nó có tự do. Còn khi mà mình cảm thấy mình bị ràng buộc là do tâm mình thiếu niềm vui sâu. Chứ đừng đổ thừa ai làm mình khổ hết trơn. Khi mà mình đụng cái gì mình cũng khó chịu, mình cũng phản ứng từ một cái chuyện nhỏ, rửa cái chén, quét cái nhà, giặt bộ đồ. Những chuyện rất nhỏ mà tâm mình cửa là phản ứng, phiền hà miết là biết mình thiếu một thứ. Thứ gì? Niềm vui sống của bản thân. Con để ý những cái lúc mà tắm gội xong, lòng nó nhẹ nhàng, cái lúc đó tâm của mình nó cảm thấy vừa đủ với sự sống của chính nó. Nó không có nghĩ tới cái đối tượng ngoài kia nữa. Lạ lắm nha. Bụng mình đói thì tâm mình nghĩ tới thứ gì nhiều nhất? Thức ăn. Đơn giản vậy thôi à. Khi lòng mình khổ, tâm mình sẽ đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài qua người hay vật mà mình thích. Như vậy, hàng ngày mà tâm mình nó cứ nghĩ hoài tới cái người hay vật ở bên ngoài, tức là bên trong nó thiếu niềm vui sâu, nó thiếu cái sự hỷ lạc nhẹ nhàng. Vậy mình ngồi xuống mình coi thử, hàng ngày qua một ngày á, mình nghĩ về đối tượng gì nhiều nhất? Và khi mình nghĩ tới những cái đối tượng đó, ý của mình muốn gì? Có phải muốn họ hiểu mình, muốn họ mang tới cái thứ mà mình yêu cầu hay không? Lúc đó là trục trặc bắt đầu. Thương một người mình muốn ở cùng, nhưng ở cùng mà mình nghĩ họ phải làm những cái thứ mình muốn thì nó chỉ tạo ra đau thương. Thương là cho họ không gian làm cái điều họ thích. Mình thích làm cái điều mình thích, mà mình không thích họ làm cái điều họ thích. Đó là trục trặc của loài người sống chung với nhau. Sở thích của mình với sở thích của họ là khác. Nhưng mình thương họ mà mình không để họ làm cái sở thích của họ, đó là mình bóc lột họ chứ không phải thương. Mà họ bóc lột mình một thời gian là bởi vì họ thấy mình còn có giá trị. Còn thời gian sau mà mình hết giá trị của họ, họ không xưng anh em nữa. Khi mà họ tận hết cái cảm xúc hạnh phúc rồi, họ sẽ nói mày với tao, mày đừng níu kéo nữa, tao hết cảm xúc với mày rồi, để tao đi. Lúc đó người kia nếu còn cảm xúc thì như con dao đâm thẳng vào lòng. Họ sẽ lãnh một cái vai của nạn nhân. Tại sao là có kẻ phản bội tình? Mình là một người tốt, bị một người xấu trả thù, loại bỏ. Và cái hận đó suốt cả cuộc đời với cái người trước đó mình thương yêu. Phải không? Nên là một con người đừng có mà hạnh phúc, hớn hở vui mừng quá khi có một ai đó đến thương mình. Đừng vội vàng hạnh phúc nha. Đừng vội vàng hớn hở. Đừng cho đó là món quà đáng quý, vội. Bởi vì chính cái thứ nó làm cho mình hạnh phúc từ bên ngoài kia là chính cái thứ mà mình khó buông nhất, làm cho mình ràng buộc nhất, làm cho mình khó thở nhất, làm cho mình không đủ thời gian, không gian tĩnh lặng vào một buổi chiều để nhìn chút hoàng hôn nhẹ rơi trên một áng mây trôi qua bầu trời. Mấy cái nhìn qua cái điện thoại nó nói ông đang ở đâu vậy? Đừng có ở với người đó hoài nha không? Đừng có qua lại với cái cảnh, cái người, cái chỗ đó hoài nha. Khi mà mình cho họ hạnh phúc, họ sẽ sợ và họ sẽ lo. Họ sẽ sợ người khác lấy mình làm hạnh phúc cho người khác. Và họ sẽ lo mình sẽ không làm hạnh phúc cho họ nữa. Nghe kịp không nè? Và khi mình đem đến hạnh phúc cho ai đó, mà khi ai đem đến hạnh phúc cho mình đó, thì mình cũng sẽ lo và sợ. Mình sợ mình sẽ mất hạnh phúc đó. Và mình lo rằng người khác sẽ lấy đi cái người mà làm cho mình hạnh phúc. Cho nên ái ân sinh ra hai thứ, lo và sợ. Muốn hết lo sợ mà cứ ái ân, không bao giờ được. Muốn hết cái quả khổ phải chấm dứt cái nhân khổ. Cho nên mới hồi chiều đây cũng có một anh thanh niên 37 tuổi ngồi trong đây nè.
không biết ngồi đâu. Thầy ơi, đâu, nhìn kỹ kỹ coi. Không nói tên à, không sao nhé. Con quá đau khổ vì chuyện tình cảm của con. Có vậy chưa? Chưa, đang có người yêu. Cô ta cứ làm cái điều cô ta thích. Con hết lòng, hết dạ mà cảm thấy cái chuyện yêu đương nó không đem hạnh phúc cho mình. Mình có thương ai đâu. Mình đâu có niềm vui sống trong lòng. Mình đi xìa tay ra, mà trong tay không có món quà, thì tay đó là đi xin. Mình đi xin người ta cho thì mình hạnh phúc, thì mình nắm giữ. Một thời gian người ta hết của, người ta không cho, mình giữ càng chặt hơn. Người ta cảm thấy không có hơi đi vô cổ họ, ngột ngạt, họ kiếm đường họ đi. Lúc đó mình nói họ phản bội tình. Thì lúc đó là lúc mà mình nên quay về, mình biết mình phải tạo niềm vui sống cho bản thân. Khi ở với một người mà không cho họ niềm vui sống thì mình làm gì? Mình đi xin niềm vui sống người ta. Thì ở chung mà, chứ làm gì? Giờ hỏi chứ mình làm gì mà mình ở chung với nhau? Mình đâu có rảnh trên đời này mà đi ở chung làm cho nhau đau khổ, phải không? Con hỏi thật á. Bởi vì con người này là con người tự do, có chân có tay. Tay đi kiếm thức ăn, chân này để nó dẫn cái tay tới cái chỗ thức ăn có. Đây là một con người hoàn toàn tự do và độc lập. Mắc mới ở chung. Mình ở chung đâu phải mình để làm cho nhau đau khổ. Vậy khi mà họ làm cho mình đau khổ hoặc mình làm cho họ đau khổ là mình biết trong lòng mình nó thiếu hạnh phúc, thiếu niềm vui. Lúc đó mình quay về, chứ đừng có đổ thừa tìm cái nguyên nhân bên ngoài cho đau khổ của mình nữa. Thì bây giờ nè, niềm vui sống là cái nhân tạo ra cái hạnh phúc là tự do đó. Thì cái niềm vui sống này nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Bây giờ muốn có được niềm vui sống đâu có dễ đâu nha. Bây giờ giả dụ quý vị mà ngồi xuống hít thở, con nghe, nghe tiếng chuông, mấy hơi thở đầu còn ra vô trong tỉnh giác, thấy lòng mình nhẹ nhàng và muốn hít thở thêm. Nhưng mà ngồi thêm 10-15 phút thấy bắt đầu nó vô vị, nó nhạt nhẽo và tâm nó lang thang, phải không? Vậy là sao? Vậy là lúc mà lòng mình không có một đối tượng gì hết là lập tức nó cảm thấy cô đơn. Nó mở mắt ra, nó đi tìm, nó lấy cái thân, cái tay này nó đi làm cái gì đó. Nó không thích vô sự. Vô sự là tự do, chỉ có những kẻ có bản lĩnh mới làm được. Còn vô sự mà không có bản lĩnh tạo ra cô đơn, lạnh lẽo, vô vị, nhạt nhẽo, là nó kiếm cái thứ gì đó nó suy nghĩ, nó kiếm cái thứ gì đó nó mở mắt nó nhìn. Đến chi vậy? Ồ, thấy con của nó chứ học giỏi, thấy con của nó mặc đồ đẹp, thấy con của nó có nhà, có xe, nó tự động nó hạnh phúc. Nó nhìn vô cái gương mặt nó chưa có già đẹp ở trên gương để nó cảm thấy cái gì đó nó nương tựa. Cái tôi của nó bám đi một cái thứ gì đó bên ngoài kia để anh chị nó có thức ăn, nó khỏi cô đơn buồn chán. Ngồi nhắm mắt xuống vậy không có gì cho có thức ăn của cái tâm hết, thành ra nó lạc lẽo. Thử ngồi thiền cho thấy điều đó. Không ai muốn ngồi thiền hết là bởi vì sao? Ngồi nhắm mắt lại đâu có thấy gì nữa đâu. Tại vì sao ai mỗi lần ngồi xuống phải cầm tờ báo lên đọc, phải mở cái phim lên coi, phải ngồi tám chuyện với bà này, bà kia, ông này, ông nọ. Phải có một cái gì đó để nói về. Đó. Nếu mà mình cứ miết như vậy, thì mình chỉ lấy cái nỗi đau này thay thế thành nỗi đau khác cho tạm thời chốc lát mà thôi. Còn cái nỗi đau trong sâu thẳm của con người mình là sự cô đơn đó, mình không thay thế được. Thì bây giờ con nói đến cái cách để mình có cái niềm vui sống mà. Con thực tập mỗi ngày nè. Để mà có được cái niềm vui sống đó, thì cái niềm vui sống đầu tiên mình phải có đó là cái lúc mà mình gần sắp chết rồi mình mới biết là cái hơi thở là quan trọng nhất trên đời, chứ không phải là tiền bạc, địa vị, danh lợi, yêu thương gì hết. Phải không? Nhưng mà mình không vui nổi khi mà mình ngồi đang đây, đang thở. Cho nên mình thở mới vài ba hơi thôi là nó chán phèo. Nhưng mà khi mà mình sắp lìa đời thì hơi thở nó mới trở nên một thứ vô cùng là quý giá. Mình đánh đổi mọi thứ để có mạng sống thôi. Thì niềm vui sống là sống mà vui. Còn bây giờ mình chà đạp lên sự sống để danh lợi tình mà mình vui, thì cái niềm vui đó là nó làm cho sự sống héo hon và đau khổ. Khi đó không còn niềm vui sống nữa.
Thì cái niềm vui sống là biết mình đang sống. Chẳng hạn như giờ con biết cái lưng con đang thẳng, con biết con đang thở vào và ra, con biết mẹ và người thương của con hơn 50 người còn đâu đó. Nhấc điện thoại lên con gọi sẵn sàng có người alo. Con biết rằng khi con ngủ mẹ con vẫn âm thầm niệm Phật để hồi hướng đến một cái năng lượng che chở cho cuộc đời con được tốt đẹp. Dẫu con gia trái chủ thuận ác duyên con đã tạo, nó vẫn hướng về con, nhưng con âm thầm vẫn biết đâu đó có một năng lượng tốt đẹp hướng về mình, sẵn sàng vì mình làm bất cứ cái gì lúc nào ở đâu. Một năng lượng tuyệt vời trên đời vẫn còn đó, con cảm thấy đủ cho mình hạnh phúc. Một sự sống mình đang đây, và nhiều hơn 3 năm sự sống còn đâu đó mà sẵn sàng vì mình. Mà để hàng ngày nhận ra cái điều đó, con phải làm những điều sau đây. Điều gì? Con không làm hai điều. Con không làm một điều là hưởng thụ. Con không làm một điều nữa là làm cho mình và người khổ. Tức là không đi vào hai cực đoan của cái việc nhét vô đây quá nhiều, ăn uống ngủ nghỉ hưởng thụ nam nữ tự bên ngoài kia. Và tự thân con cũng không trồi lên những cái cảm xúc đau khổ, suy tư quá nhiều trong lòng, và cũng không làm cho người khác khổ. Tránh hai thái cực này, của một cái là hưởng thụ quá nhiều đưa vô, một cái thì hành hạ thân tâm suy nghĩ miết chuyện của cá nhân, cái tôi bản ngã tham lam của mình, hoặc là làm cho người khổ. Thì hai cái thái cực đó tránh bớt, bớt chừng nào tâm mình nó thanh thản chừng đó. Cái đó gọi là con đường trung đạo. Hưởng thụ nhiều đi được thôi, nhưng mà tâm nó cứ suy nghĩ hoài tới cái đối tượng nó làm cho mình hạnh phúc. Suy tư nhiều đi, làm cho người khổ đi, được thôi, nhưng mà nhân quả oan gia trái chủ nó sẽ trở lại với mình. Nó không có đúng sai, nó chính là cái chuyện vận hành của vũ trụ này. Cho nên Đức Phật còn dạy con đường trung đạo là con đường đi đến bậc giải thoát thánh hiền. Cho nên cái việc con làm là hằng ngày nổi cái nhỏ nhỏ thôi nha, ăn trái ớt mà ngày nào cũng ăn. Đến 5-7 ngày mà ăn trái ớt thì ngày thứ 6, thứ 7 là cảm thấy thiếu ớt á, là cao lương mỹ vị là trái ớt đó chứ không phải là món ăn nữa. Thì cái miệng nó nhớ hết trơn những cái cảm xúc nha, đưa vô là nó giữ hết trong đó. Mà khi nó giữ hết cái cảm xúc ở trong đó, mà cái lúc mà thiếu cái cảm xúc đó đó, thiếu cái chất xúc tác lại cho cảm xúc nó trồi lên, ngồi đó nó ăn nó nhớ hoài trái ớt. Và biết sao không? Con ăn ớt nhiều con bị cái đó. Vậy con mới biết cơ thể này nó là một cái bộ nhớ, nó lưu giữ hết lại. Cho nên con rất cẩn thận đưa một cái gì đó bên ngoài kia vô trong đây. Ăn cũng vậy, đặt cái lưng xuống cũng vậy. Đặt xuống cái chỗ nào mà đó là cái chỗ đó mình cảm thấy nó không có phải, ngã cái lưng xuống mà wow, giống như thiên đường vậy đó, là bữa sau sẽ nhớ hoài cái chỗ ngủ đó. Vô quán ăn đó mà ăn nó ngon quá là bữa sau đi đâu đi chứ cũng về nhớ vô con ăn đó, phải không? Cho nên cẩn thận đưa vô đây, cẩn thận đưa vô qua cái miệng là lưỡi, qua cái tai là nghe, qua cái sự xúc chạm là cái thân, qua cái mũi là ngửi, qua mắt là thấy. Nhất là hai thứ, một là con mắt thấy, hai là sự xúc chạm. Hai cái đó nó làm ấn tượng nhất cho cái thân lưu giữ cảm thọ, cảm xúc bộ nhớ này. Nhất là con mắt và cái cảm xúc. Ai mà đụng lên cái tay của mình, cái vai của mình nhiều lần một cách vô ý, và lần sau họ đứng phía sau họ đụng cái vai mình, biết cái bàn tay đó của ai. Chứ không phải tự nhiên Đức Phật dạy này, này các tỳ kheo bay bình bát thôi nhá, sống ít muốn biết đủ. Để chi vậy? Đừng có đưa vô đây quá nhiều cái thứ rồi nó trồi ngược lên. Rồi tránh cái hưởng thụ thái cực đó, nhưng mà cũng tránh luôn cái gì? Đừng có làm cho người khác khổ. Hãy làm người khác khổ là tâm mình về tự động nó bất an. Ngày nào tối nó về suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ, nghĩ cho kỹ đi, mình làm khổ một ai đó trong ngày ấy, lương tâm nó không chấp nhận cái điều gì đó. Hãy mà trước khi ngủ mà nó suy nghĩ nhiều quá là biết ngày đó mình sống không có vừa lòng với cái lương tâm mình. Cho nên trước khi ngủ ngồi thiền là quan trọng lắm. Bởi vì nếu như mà đi vào giấc ngủ với một cái suy tư mà cái lương tâm nó không chấp nhận đó, là lập tức nó gặp ác mộng.
Mình sống hàng ngày là bao nhiêu thứ nó thay đổi thì cái suy nghĩ mình nó thay đổi theo những thứ bên ngoài kia đến. Nhưng mà khi mình ngủ thì mắt tay mũi lưỡi mình đóng lại hết, thì cái suy nghĩ sâu cùng nó đi rồi trong giấc ngủ nó sẽ làm nên phẩm chất của giấc ngủ. Nghe kịp không? Mình muốn có một giấc ngủ sâu không? Có. Vậy thì phải quán tâm từ bi trước khi ngủ. Đối tượng dễ là cha mẹ mình, đối tượng nữa là người mình thương, kẻ thương mình, và tất cả chúng sinh, và nữa là đến với người mình hận thù, mình ghét bỏ. Làm điều đó 50 phút mấy, nhưng mà chất lượng của giấc ngủ sẽ khác. Sáng dậy mình sẽ thấy được lòng mình rớt, cảm thấy rất là khỏe, rất là yên, rất là mát, rất là nhẹ, dạt dào năng lượng sống mà dậy rất là dễ. Còn dậy mà nó trường quá, nó trường lại mà mới dậy, mà cái việc đầu tiên mình làm đó là cố gắng ngủ lại á, thì giấc ngủ hồi tối không chất lượng. Giấc ngủ hồi tối không chất lượng là do hôm qua trước khi ngủ mình suy nghĩ quá nhiều. Mình suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ là do cái ngày đó mình sống không có tu tập, làm việc bất thiện, nói nghĩ làm cho chúng sinh và mình khổ. Này nó cứ nó lặp đi lặp lại một ngày miết, mà nếu mình không quan sát đó nha, là nó trắng phèo à. Sao mà cứ ngày nào mà cũng lo lắng mà ngủ không được vậy ta? Mà đặt ra câu hỏi liền, sao mà ngày nào ngủ cũng không được? Là nó trục trặc gì đó trong cái đời sống tâm linh ấy. Hỏi với ông thầy liền, tại sao con ngủ không được? Lên bác sĩ ấy nói, đưa thuốc cho uống. Thuốc không sai, nhưng chỉ có thuốc thôi là sai. Hiểu không? Như vậy con nói đại chúng nghe là cái tu tập của con mỗi ngày để mà con có được một chút tự do là bởi vì mỗi một ngày con có thêm một niềm vui sống. Sáng sớm bình minh nhìn bình minh, chiều hoàng hôn nhìn hoàng hôn. Thỉnh thoảng đi trong bước chân thì thả lỏng cái cơ thể này, an trú vào bước chân. Nhìn một chiếc lá biết nó thở những gì mình hít, mình thở những gì cho nó hít. Gọi điện cho bà mẹ biết bác còn sống, bác còn khỏe. Tụng thời kinh, trì một thời chú, ngồi một thời thiền, chắp cái tay chào một người bạn đồng tu, ăn miếng cơm trong chánh niệm. Mỗi một động tác đó đâu phải cần một tiếng đồng hồ để mình tu đâu. Thầy ơi, con không có thời gian tu, có thời gian thở không? Có. Có thời gian đi ở trong thang máy không? Có. Có thời gian giặt bộ đồ không? Có. Có thời gian ngồi nửa tiếng ăn miếng cơm không? Có. Có thời gian ngồi tám chuyện 5-3 phút hay là mở điện thoại 5-10-15 phút không? Có. Có thời gian ngồi búi tóc không? Đó. Tất cả những thời gian đó, nếu không tu thì thường tạo tác. Tu tức là làm hành động mà để tâm vô hành động. Tạo tác tức là vừa làm mà vừa suy nghĩ chuyện không có hiện tại. Nó cách biệt một trời một vực vậy thôi. Nếu ngày đó để ý mà mình làm hành động mà tâm mình trọn vẹn vô hành động, tối không có gì suy nghĩ nhiều hết, và ngủ mà quán tâm từ nữa là rất ngon. Nghe pháp nhiều là tốt, nhưng nghe mà không hành không tốt. Con nói thiệt á, nghe nhiều nó ở trong đây nè, người này nói này, người kia nói kia, loãng xà ngầu trong này hết, thì nó giống vô đưa vào trong cái thân này, đủ loại thức ăn hết, đủ loại cảm xúc, đủ loại thân xác hết. Nó làm cái cơ thể này rối rắm mà không xử lý kịp, thì cũng giống như vậy, đưa vô trong đây quá nhiều lời của các vị thầy khác nhau, nó không biết cái nào đúng cái nào sai, nó xử lý không kịp. Vậy thì tất cả mọi cái rắc rối đó phải được xử lý khi mình bỏ vào con đường thực tập. Mà thực tập thì không có cái gì khác ngoài cái thân, cái khổ, cái tâm. Mà cái thân, cái khổ, cái ý này á, thực tập sao trước đừng làm mình khổ, sau đừng làm người khổ, là một bước rất tốt, tức là đừng có làm ác đấy. Vậy con tóm lại cái thứ nhất là tâm hoan hỷ. Để có tâm hoan hỷ là mình phải sống tránh hai cái thái cực. Thái cực gì? Một là hưởng thụ, hai là đừng có làm mình và người khổ. Tránh hưởng thụ tức là sao? Để vô chùa ở tu hả? Tránh hưởng thụ tức là ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ là sao? Ít muốn biết đủ là cái gì mình đang có và ai mình đang ở trong hiện tại, hãy hài lòng với hiện tại. Hài lòng với hiện tại sao làm giàu thầy? Làm giàu không xấu, xấu là làm giàu rồi khổ.
Vấn đề là không phải làm giàu hay không làm giàu, vấn đề là giàu là phương tiện để mình hạnh phúc. Và nếu hiện tại mình hạnh phúc, ai muốn làm giàu chứ? Chẳng qua tất cả chúng ta đang không có hạnh phúc và nghĩ đồng tiền sẽ mang đến hạnh phúc, cho nên ai cũng trở nên làm giàu hết. Phải không? Chứ giàu mà đau khổ, còn không giàu mà hạnh phúc, quý vị chọn cái nào? Chọn nào? Ai mà nói giàu mà không hạnh phúc mà mình thích như vậy, giơ tay coi. Ủa chứ không lẽ tất cả những người ở đây không muốn giàu à? Thiệt luôn á hả? Cho thằng vỗ tay đi. Không muốn giàu tức là hiện tại ta có hạnh phúc rồi đó, có hài lòng rồi đó. Mà chắc vậy cho nên mới là Phật tử biết tu đó chứ. Nè, tối nay là ngồi trước Tam Bảo nha. Bữa nay sám hối rồi đó, mai là nghiệp nó khảo, ra đường gặp 5.000 bỏ, 5 triệu bỏ, gặp cục 50 triệu, đứng lại nhìn. Mình nói mình không muốn giàu mà. Chứ Đức Phật với A-nan đi trên đường và thấy một bịch vàng rơi xuống, Đức Phật nhìn và mỉm cười, nói là con rắn A-nan ơi. A-nan không hiểu gì chứ. Đức Phật có hạnh phúc rồi, cho nên không có cần cái bịch đó. Còn mình mà cần cái bịch đó là biết bởi vì mình không có hạnh phúc. Và Đức Phật biết cái bịch đó không có mua được hạnh phúc. Và nếu con đi tu còn trẻ mà con không chắc cú cái điều đó, con sẽ bị lung lay. Si tư miết quả không biết cái gì là hạnh phúc thật à? Sao mình tu hoài nó không có hạnh phúc ha? Là con sẽ đi tìm cái thứ nó làm cho con hạnh phúc. Còn cái thứ hiện tại nó không làm, con sẽ bỏ, con nghi ngờ. Cái là nghi ngờ pháp. Vậy nha, sống mà bớt có hưởng thụ. Bớt hưởng thụ tức là ít muốn biết đủ, mà ít muốn biết đủ tức là hài lòng với hiện tại. Mà hài lòng với hiện tại thì hiện tại những gì mình có và những gì mình có về con người và về vật chất đó, hài lòng với nó. Sống là để tu, tu là để tỉnh thức. Tỉnh thức là để mỗi hành động hàng ngày mình có chánh niệm tỉnh giác vô. Mà một ngày mình chánh niệm ít hơn ngày hôm qua, đó là tu thuộc lùi. Mà ngày hôm nay nó mới cái mở cái cửa mà cái tay nó có chánh niệm liền, đó là tỉnh thức nhiều hơn ngày hôm qua. Có cố gắng tu không? Nếu cố gắng tu thì cố gắng hành trì cái chỗ đó đó. Hôm qua mình thức dậy tâm mình chưa có đặt dưới bước chân, nhưng mà hôm nay mới thức dậy là tâm mình đã tỉnh giác rồi, là biết mình tu có tiến bộ. Mình sống nè, mình khỏe cái thân, mình yên cái tâm, gia đình mình bình yên, mọi thứ an ổn hết. Vậy mà mình để cái biết mình vô trong hành động của mình, khó dễ. Khó dễ. Mình để cái biết mình liên tục từ lúc mới sáng sớm thức dậy cho đến bước lên giường lại của một ngày, khó hay dễ? Mọi thứ đều ok hết. Cuộc sống của bản thân, của gia đình, của người thân, người thương tốt đẹp hết. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái biết của mình vô trong đời sống hàng ngày của mình á, khó dễ? Ai nói dễ giơ tay con coi. À, ai nói khó? Còn mấy người còn lại? À, mấy người còn lại là không có chịu hành trì nhiều cho nên không biết khó dễ. Hành trì rồi mới biết nó khó dễ. Bây giờ nãy giờ con ngồi con múa đủ kiểu này, cái chân con để lên để xuống đủ kiểu, cái tay con để qua để lại đủ kiểu nè. Con phải tỉnh giác và biết hết mấy thứ đó. Ta nãy giờ quý vị ngồi lưng thẳng hay lưng cong quý vị biết. Hồi nãy giờ tâm tư mình suy nghĩ thế nào mình biết. Hồi nãy giờ nó ở trong đây hay nó ở ngoài kia mình biết. Do mình đang có không gian hỗ trợ cho cái biết này. Chứ mới sáng sớm mình ngủ dậy, bao nhiêu mình biết? Rất ít. Ít lắm. Vậy nếu như mình tính có một camera đặt ở phía sau lưng mình mà quay tất cả những hành động của mình để coi cái biết bao nhiêu trong đó, thì chắc là 0.0001%. Rất khó cho những người nào mà không tha thiết tu tập. Huống hồ gì lúc mà gần đất xa trời, cận tứ nghiệp nó đến, mình còn cái thân khỏe, mình về non lấp biển, nghiệp nó đến mình nháy mắt chân ruồi nó bay không nổi, thì lúc đó mình tu kiểu gì?
không tu được. Con nói thật luôn đó. Con xuống bé nhà đệ tử xuất gia, con thấy bà cụ là bà ngoại của con bé có một ông chồng niệm Phật cả đời, trước khi đi biết trước 2 ngày trước khi chết, đi rồi mỉm cười chắp tay đi nhẹ nhàng ha. Còn bà ngoại bây giờ thì mình có một người thương đó, họ đi lên mình thương họ, họ mất mình khổ, mình sáng hồn và biểu mình niệm Phật theo họ làm được. Gặp nhau kiếp này thương hạnh phúc, nhưng mà phải đi lên nữa thì hạnh phúc biết bao, cùng với nhau ở trên này không được, người đi lên người kia nghiệp đi xuống. Bà có niệm Phật không? Có, nhưng mà tu chập dừng, tu chập nghỉ, tu chập dừng, tu chập nghỉ, cho nên cuối cùng già và biểu niệm Phật không được, ngồi rồi phun nước miếng rồi chà, rồi ăn cơm, rồi nói năng, rồi làm y như một người không còn làm chủ được thân mình nữa. Còn sống nữa nha, lúc mà chết nghiệp nó ào tới, đi theo nghiệp thôi. Nên chúng ta thực sự dụng công tu á, thì sáng mai thức dậy nguyện một ngày mai mình có bao nhiêu năng lượng tỉnh thức ở trong mỗi hành động, ngôn ngữ và suy tư của mình. Nếu quyết chí tu hành ngay cái chỗ có thân đang khỏe, cái tâm đang khỏe, người thân, cuộc sống mình đang khỏe, hành trì thử đi coi bản lĩnh tỉnh giác của mình bao nhiêu. Không có xuất gia tại gia ở chùa ở nhà hay là tin Phật không tin Phật gì trơn, không nói chuyện tôn giáo, không nói chuyện kiếp trước kiếp sau, nói chuyện là bản lĩnh của mình để trong cái hành động của mình bao nhiêu, hay là nó ập vô cái mình chạy theo nó, hay là trong lòng nó khởi lên cái mình là bị nó kiểm soát. Làm thử đi, nó thú vị chỗ đó, tu là chỗ đó. Cái thứ hai con muốn chia sẻ, nghệ thuật sống với nhau là phải có cái nó rèm lên lùi bụi tắt. Khi cái tâm mình hoan hỷ á nha, là cái tiếng điện thoại nó không có thể làm cho mình phiền hà được. Còn khi cái tâm mình nó khó chịu, có tiếng điện thoại nó reo nhẹ thôi, mình cũng bực bội nữa, phải không? Thử à, muốn thử người ta cho điện thoại reo. Thứ hai mà muốn sống chung với nhau mà có hạnh phúc là mình phải có sự cung kính, tâm phải khiêm cung. Nha. Với cái thứ nhất là tâm một người phải hoan hỷ, đó là trị cái tham. Với thứ hai, tâm phải khiêm cung á, đó là trị cái cao mạn, cái tôi bản ngã, đó là cái si. Một người mà không có cái bụng no thì lập tức cái tâm nó nghĩ tới thức ăn. Một người không có niềm vui sống là lập tức cái tâm nó đi tìm đối tượng làm cho nó thỏa mãn. Cho nên khi trong này mà có hạnh phúc thì không còn lòng tham nữa. Đó. Cho nên Phật thấy cục tiền mới lướt qua, bởi vì cái cục tiền không có đem lại cái hạnh phúc nhiều hơn là sự giác ngộ của mình. Cho nên muốn mà bớt tham không có được, phải sao? Phải có niềm vui tự thân mình. Còn biểu người ta mày đừng có tham quá đi mày. Hoặc là mình về mình nói với mình sao hôm nay mình tham dữ người ta, bữa sau đừng, nhưng mà gặp cái nó diễn ra y chang vậy nữa. Có không? Mình lại lỗi hẹn như mình biết, là bởi vì mình tu trật quẻ mà nắm không đúng cái chìa khóa. Cái thân này tự nhiên thôi, hễ bụng đói là nó nghĩ đến thức ăn, nó muốn sống à. Hễ cái tâm mình khổ là lập tức nó nghĩ đến cái cách làm vậy, hết khổ. Hiểu mà nó không có niềm vui trong lòng là lập tức nó kiếm một cái gì đó, nó đi đến một nơi nào đó, nó làm một việc gì đó, nó nghĩ gì một cái gì đó để cho nó được vui. Vậy thì hãy thực tập tự mình hải đảo tự thân kiếm niềm vui. Niềm vui gì? Là phải niềm vui trên cái niềm vui chân thật, dựa trên cái nền tảng của sự sống đơn giản nhất này nè. Mình đang sống mà hỏi thử mình vui không?
mình còn cha, còn mẹ, còn những cái thứ bên cạnh, con người, sự vật hiện diện trong hiện tại đó, mình vui không? Không vui nữa là biết người mình sẽ tạo tác nghiệp của bản thân và làm đau khổ người thương. Lúc đó nên kiếm chỗ ẩn cư, nên kiếm vị thầy để nương tựa, nên kiếm lời chỉ dẫn liền. Thiệt đó. Rồi, cái tâm mà cung kính là nó trị cái sự khinh thường với cái đối tượng mà mình đang ở với. Cái đối tượng mà mình ở chung á, mà mình muốn có hạnh phúc mà mình khinh khi họ, không bao giờ mình ở chung có hạnh phúc hết. Phải không? Đố cái vị nào vì sao tăng đoàn cả trăm người giống như mấy thiền viện họ ở mà họ có hạnh phúc với nhau? Là bởi vì sao? Ta biết người đó giữ giới thanh tịnh nha. Người đó bỏ cha bỏ mẹ vô đây tu hành. Tức là người đó có công đức rất lớn, kiếp trước và kiếp này ta tiếp tục làm thiện nữa. Ta không có vợ chồng con cái phải lo toan, tâm của họ thanh tịnh vì giới, định vững chãi và trí tuệ tăng trưởng. Họ là cái nguồn cội của phước đức, và ta bưng cái chén lên như là một chén cơm, một ly nước, quét cái nhà chỗ họ ở. Tâm của mình sao? Tâm phục, khẩu phục. Ta ở với cái người ngang hoặc hơn ta về giới định tuệ, lòng của ta sao? Hoàn toàn thoải mái làm điều đó, vì người đó là xứng đáng được cung kính. Phải không? Còn mình khinh thường người đó, bưng bữa hai bữa mình bưng nữa. Cho nên cha mẹ mà sống có lối sống không có để cho đứa con nó tâm phục khẩu phục, cha mẹ khó có được sự hạnh phúc từ những đứa con. Người chồng mà sống với một cái lối sống không để cho người vợ cung kính là phụ mà hô thì mà chồng mà hô thì vợ không có ứng. Phải không? Người vợ mà họ cung kính người chồng thì cái gia đình đó mới hạnh phúc. Nên cái lối sống người chồng cực kỳ quan trọng, và người vợ cũng thế. Nên cái sự cung kính nó ở trong cái mối tương giao quan hệ của con người, mà không có thì làm sao mà sống hoài với nhau được. Nó sống như vậy nó tạo ra đau khổ, trước sau thì nó cũng đổ vỡ thôi. Mà sự cung kính này của người tu thì nó vượt lên trên bậc nữa. Đó là đừng có tìm đối tượng mà mình cung kính. Đừng có phải là đi vô chùa thấy ông đại thiền sư thì mới cung kính vậy, còn thấy một chú tiểu thì khinh thường. Cung kính mà kiếm đối tượng cung kính là cung kính có mưu đồ, thượng đội hạ đạp. Cung kính đơn giản chỉ vì ta đang sống, con tim này đang đập, ta cũng cung kính nó được không? Thân này của mẹ cha nuôi dạy yêu thương nó, ta cung kính nó được không? Chiếc lá thở những gì cho ta hết, ta cung kính nó được không? Đôi chân này còn đó để ta bước tự do đến nơi ta thích, cung kính nó được không? Hơi thở này vào ra còn đó mừng quá, ta cung kính nó được không? Như vậy cung kính đây là gì? Không phải vì một đối tượng nào đó làm cho mình cảm thấy thua kém họ và mình cung kính. Sự ngưỡng mộ đó là cần thiết, nhưng sự cung kính đích thực ở đây đó là bởi vì mình nhận ra cái sự sống ở cái mức độ thấp nhất của nó, cơ bản nhất của nó. Mình chỉ cần biết trong mình có chiếc lá, ở ngoài chiếc lá có mình. Trong mình có người mẹ mình, trong người mẹ mình có mình. Ở trong mình có nước và trong nước có mình. Ở trong mình có không khí và ở trong không khí nó có mình. Không thể mà mình độc lập tự động sống mà không cần thế gian này. Trong ta có người, trong người có ta. Hiệu ứng cánh bướm, tức là chỗ này mà cánh bướm vỗ thôi là bên kia của trái đất có thể một trận bão diễn ra. Hạnh phúc không phải vấn đề cá nhân. Cái mặt mình mà nó dài thế này, người sống bên cạnh sẽ đau khổ theo. Cho nên hiểu được điều đó, cung kính tức là ngồi một mình mà giống như tiếp vị khách quý. Tiếp vị khách quý giống như ngồi một mình. Cung kính tức là ngồi một mình không có ai hết. Thầy ơi, con muốn nghe pháp mà con mặc quần đùi con nghe pháp được không? Tại sao mình hỏi câu đó? Tại sao mình hỏi câu đó? Bởi vì mình biết mặc quần đùi là không đúng với diện nghe pháp mình muốn hỏi. Mình biết câu đó lời rồi mà mình muốn người ta công nhận để mình dễ chịu thoải mái thôi. Phải không? Ông thầy ông nói được á, là bởi vì mình tu còn thấp. Và mình muốn ông công nhận là cái thấp thấp của mình nó dễ chịu để mình tu. Nghe kịp không?
Còn nếu ông thầy ông nói không được thì tức là mình phải tu hơn lên một cấp nữa. Pháp mà mình không tôn trọng thì cái lời nói của ai mà mình tôn trọng nữa đấy. Không cần mình phải mặc cái đồ gì, nhưng mà mình nghĩ là mình mặc quần đùi là không có tôn trọng cái người thầy, cái người giảng hay bậc thánh tăng hay lời của Đức Phật đang dạy cho mình nghe. Mình có cái cảm giác gì đó không hết lòng hết dạ với cái người đang nói cho mình nghe rồi, thì mình cảm thấy nó không đúng rồi, thì mình phải làm sao cho nó đúng. Còn mình muốn người ta công nhận điều đó nó đúng với mình thì đẳng cấp mình còn gà chứ chưa lên ngỗng. Phải không nè? Mình hiểu điều đó mà. Ngồi một mình, ngồi với đại chúng bây giờ con nói chứ, thẳng lưng lên, cứ chúng ta thẳng lưng lên. Nhưng mà ngồi ở nhà nói chuyện với chồng mình có ngồi mà nói chuyện thẳng lưng với đâu. Nó kêu bà đi tu luôn đi. Nhưng mà mình ngồi chỗ nào cũng thẳng lưng hết, mình đi lúc nào cũng đường hoàng tử tế, mình nói ngôn ngữ nào nó cũng có chánh niệm trong đó hết. Cái người ở bên cạnh mình sao? Tâm phục khẩu phục. Cái điều á, mình muốn người ta cung kính mình mà mình không tự cung kính bản thân. Không tự trọng mà muốn người ta kính trọng. Mình ngồi cái lưng một mình không muốn thẳng. Mình ở một mình ngồi ở trong nhà, cái mình bắt chân lên, mình bắt đốc lên. Mình bận đồ không bận đồ. Mình làm đủ thứ kiểu giống như là thế giới này trong bốn bức tường là của ta, không ai thấy hết. Và cái mình đi ra thì đường đường chính chính giống như con sư tử, mà mình về nhà thì một con chuột mèo. Đó không phải là sự cung kính. Nếu sống như vậy á, thì mình muốn thế gian này cung kính mình, mà mình không cung kính mình. Mà mình không cung kính mình chừng nào thì mình muốn thế gian cung kính mình nhiều chừng đó. Thế nào là kẻ háo danh biết không? Kẻ háo danh tức là thân tâm này và ta không có để cái tâm mình lên trên nó. Và mình không để tâm lên nó, cho nên mình muốn cuộc đời để tâm lên nó. Mình đi đâu mình cũng rao giảng, muốn người ta biết mình, còn mình biết hết mà mình không biết mình thôi. Hiểu chỗ này chưa? Điều đó ở nhà của chúng ta nhiều lắm. Lúc nào cũng tay con chạy qua cháu của mình, con của mình nói chuyện. Bà này, ông kia nói chuyện tâm sự, hướng cái tâm ra ngoài hoài. Đó là mình muốn người ta nhìn, nhận, hiểu mình. Còn mình thì không nhìn, không nhận, không hiểu mình. Mình thiếu sự cung kính với sự sống của chính mình. Thì mình sống với ai? Mình khó có được sự cung kính của người đó. Nếu mình cung kính sự sống của mình, mình bưng cái ly nước, mình uống cũng khác luôn á. Còn nếu mình không cung kính, mình bưng, mình hóc giống như là bộ. Ốc, ốc, ốc. Người thương bên cạnh họ thấy, họ biết cái lối sống mình cỡ nào. Phải không? Mình để cái ly nước xuống, mình ngồi cho thẳng lưng, mình để cho nước nó đừng có chao 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 nữa, mình uống. Cầm ly nước mình uống. Họ thấy được cái con người đó cỡ nào trong một cách uống nước. Đừng ngồi ăn cơm rồi cứ để cái điện thoại đó, mà vừa ăn cơm mà vừa trố mắt nhìn, người ta sẽ thấy được đời sống của người này rất đáng thương. Vậy chứ mà khi ra đường đẹp như tiên Nga và bảnh như sói ca. Hả? Mừng về nhà ở với nhau ba bốn bữa mới thấy toàn là sói phải ca. Sói nó cũng biết ca. Mừng sói nó ca là mệt lắm. Mình ở với một người và mình ở với nhiều người mà cái thái độ của mình nó không có sự cung kính, họ khó chịu vô cùng. Bởi vì cơm mà nấu cho mình ăn nè, nhà họ dọn cho mình nè. Còn nếu mà không nói cha mẹ họ sinh ra sự sống của mình nữa đó. Họ vì tình thương nên họ làm hết, mà mình không có cảm nhận được cái hạnh phúc, cho nên mình vô ơn. Khi mình vô ơn một lần hai lần họ chưa thấy, chứ nhiều lần họ khó chịu vô cùng. Cung kính ở đây là mình biết là mình nhận quá nhiều, lập tức cái mình có cảm giác là không có họ mình không có được hạnh phúc này, tự động mình cung kính chứ không phải mình diễn vai. Người chồng của mình cả đời cho mình ở bên cạnh đó. Nếu mà mình cứ vạch lá mà tìm sâu, được voi mà đòi tiên. Hai cái thái độ mà vạch lá, tìm sâu, được voi đòi tiên đó, thì không có ai chịu nổi sống với mình hết á. Sure luôn. Mà có hai cái thái độ tâm đó thì mình không cung kính được ai hết. Họ làm bao nhiêu điều tốt mình không thấy, mình thấy cái điều mà họ không làm thôi à. Mà nhất là người nữ, con xin lỗi nha. Bởi vì người nữ, Đức Phật nói
Đức Phật dạy, và con lấy Phật ra con đỡ đạn thôi. Hôm nay quý vị nói con, là phước của người nữ ít hơn phước người nam. Này, cái thân xác thôi cũng phải đi rửa chén, đi sinh con như người nam đâu có. Tức là thân của người nữ rất yếu đuối, cho nên không phải là họ tham hơn người nam, nhưng mà bởi vì để cho họ giữ gìn được cái sự yếu đuối của họ, họ buộc phải làm một cái gì đó thể hiện cái lòng tham nhiều hơn. Phải không nè? Thử thương một người đây, quý vị sẽ dính mắt vì họ có ngắt luôn đó. Không phải là lòng tham mà quý vị biết đó là nơi bám víu của mình, thì tự động cái lòng tham nó xuất hiện. Rồi cái thứ ba, đó là cái tâm thương yêu. Thương yêu người, đối với người ta mới bỏ qua cái lỗi của họ. Ở chung mà không có cái tâm thương yêu á, thấy ai cũng có chỗ sai hết á. Ở nổi không? Mình thì ở sạch, họ ở dơ. Mình thì nói ít, họ nói nhiều. Mình thì gọn gàng, họ thì số bồ số bộ. Mình thì tắm ngày hai bữa, họ ba bữa tắm lần. Mình thì bao dung rộng lượng, họ thì ích kỷ bủn xỉn. Mình thì biết tụng kinh lễ Phật, họ thì sống theo cái lối phàm tục ác độc của thế gian. Nó có quá nhiều những sự khác biệt. Và nếu mình không có đủ tình thương, một lần, hai lần với ba lần, mình không thể tha thứ được cái điều đó. Phải không? Cho nên cái tình thương của mình có trong tim, thì ở bên cạnh người mình mới tha thứ được lỗi của họ. Cái đó gọi là từ bi á. Vậy đối với mình, đối với bản thân của mình á, nếu mình không có tình thương ở trong lòng, mình không có cái sự bao dung ở trong lòng, mình không có cái khoan dung độ lượng trong lòng á, mình mỗi ngày mình khó chấp nhận với mình lắm. Bởi vì mỗi ngày mình không có tu tập tiến bộ, cho nên cái tỉnh thức nó ít, thì mình sẽ làm rất là nhiều những cái hành động mà không hài lòng. Tối về mình ngủ không được, mình suy tư miết. Chỗ này nó đặc biệt lắm nha. Cho nên quý vị nghĩ, quý vị về ngồi thiền và sẽ thấy tâm mình nó nghĩ miết đố cái vị đó là bởi vì sao? Vọng niệm nó quá nhiều là bởi vì nghiệp mình quá nặng. Lương tâm không chấp nhận, cho nên nó mới trỗi lên, nó suy tư, nó muốn tốt đẹp hơn mỗi ngày. Nói như vậy là mình chấp nhận là sao? Chấp nhận ở đây là đừng có kháng cự. Trong đời sống hàng ngày á, lòng khoan dung nó mới tạo ra một năng lượng lớn của không gian, nó mới tạo ra một sự chấp nhận lớn. Nó không có phản ứng với những cái thứ đến như nó, chút nhỏ, chút nhỏ, chút nhỏ. Khoan dung á, thì thấy cái người kia mới thấy được cái sự đau khổ, cái khó khăn của họ, hiểu họ mới tha thứ cho họ được, mới mở rộng ra được. Cho nên cái nền tảng của sự khoan dung, tình thương đó là do cái hiểu. Không hiểu là không thương được. Không hiểu mà thương là sự bóc lột và muốn kiểm soát, bóc lột họ sẽ làm cho họ tổn thương. Nên sống chung với nhau, một là tâm mình phải hải đảo tự thân, phải có cái niềm vui sống bản thân, cái đó quan trọng nhất. Hãy có cái đó rồi hai cái sau không có. Thứ hai nữa, phải để cho cái tâm của mình nó biết cung kính như chính cái sự sống của nó và những cái sự sống bên cạnh ngoài kia. Thứ ba nữa, phải dùng cái tình thương này bỏ vào cái miệng, bỏ vào cái tay, cái thân, và bỏ vào cái suy nghĩ mà hành động. Nếu không, thân khẩu ý này không phải vì tình thương làm động lực, sẽ là lòng tham, ta bóc lột thế gian bên ngoài. Mà tình thương bỏ vào cái thân, ta sẽ tạo ra phước. Lòng tham bỏ vào cái thân khẩu ý, ta sẽ tạo ra tội. Mỗi hành động bằng tình thương thì phước sinh, mỗi hành động bằng lòng tham thì tội biểu hiện. Tội hay phước không phải hành động, lời nói hay suy tư, mà bởi vì động lực phía sau bằng tình thương hay là vì lòng tham. Vậy ở chung là cách tuyệt vời để cho ta bỏ đi cái tôi bản ngã lòng tham, bằng cách mỗi lần suy tư hành động về đối tượng, hãy vì họ, để họ trước mình sau, để họ trên mình dưới, để họ được mình mất. Nâng niu họ, cái mình có đó là cái âm đức, cái họ có thể là lợi ích trước mắt thôi. A Di Đà Phật. Con tin dừng lại bài pháp thoại ở đây.